đạo diễn Dương Chí Kiên, biên kịch Du Gia Văn, chế tác Du Chánh, với sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Quỳnh Đan trong vai Mã Linh Lung, Ngô Mạnh Đạt trong vai Thiếu Một Nhĩ, Đế Kiều Thiên trong vai Kim Ngọc Cách Cách, Lưu Khải Quy trong vai Tiết Trường Sinh, Hồ Hạnh Nhi trong vai Tiền Mãn Quán, Hà Tịnh Minh trong vai Thiết Trường Quang, Cao Hạo trong vai Thiết Trường Tuấn, Dương Dung trong vai Chu Bác Tỷ, Lý Tinh Tinh trong vai Cổ Miêu Điêu, Trương Đạt Minh trong vai Tiền Anh Tuấn, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Mẹ Chồng Vui Vẻ, Nàng Dâu Xinh Đẹp, tập 23. Mẹ à. Hả? Ở bên ngoài lạnh lắm, sao mẹ không vào trong phòng nghỉ ngơi đi? Mẹ vừa nằm mơ, mẹ mơ thấy ông ngoại của con. Ông nói ông rất nhớ mẹ. Ông ngoại đã mất nhiều năm rồi. Hơn 30 năm rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ông, mẹ vẫn cảm giác ông vẫn còn sống. Bởi vì ông ngoại luôn ở trong lòng của mẹ. Đúng vậy, ông ấy vẫn luôn trong lòng của mẹ. Mẹ à, mấy ngày nữa con sẽ đi xa rồi. Lúc con không có ở nhà, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con định đi đâu? Con đi Đông Bắc. Chỗ đó đang đánh nhau mà. Phải. Chuyện là như vậy. Quách đại công tử bị bao vây, con đi cứu anh ấy. Mẹ à, nước nhà Hương Dung, mọi người đều có trách nhiệm. Cho dù con không đi thì cũng có người khác đi thôi. Ai cũng có cha mẹ hết, tính mạng của ai cũng quý giá mà. Con nghĩ chắc chắn mẹ sẽ hiểu điều này. Con mong là mẹ sẽ hiểu cho con. Mẹ hiểu. Mẹ biết con có lý tưởng. Mẹ sẽ không ngăn cản con. Nhưng con phải biết tự bảo vệ mình, có biết không? Mẹ đã già rồi, không chịu nổi cú sốc nào đâu. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ tự biết bảo vệ cho bản thân của mình mà. Mẹ không cần phải lo đâu. Mẹ à, đầu của con hơi ngứa. Mẹ có thể gội đầu cho con như là hồi còn nhỏ. Mẹ hay gội đầu cho con được không? Được, mẹ sẽ gội cho con. Mẹ à, dễ chịu thật đó. Đợi đến khi con trở về rồi, mẹ hãy gọi cho con lần nữa nha. Hả? Đợi con trở về, ngày nào mẹ cũng sẽ gọi cho con. Ừ. Mẹ à, mẹ cứ ăn trước đi. Nè, đừng đợi nữa, mọi người cũng cùng nhau ăn đi ha. Đợi cả nhà đến đông đủ rồi hẳn ăn. Mẹ à, nhà mình đoàn tụ mới được có mấy ngày, giờ lại mỗi người một ngã. Trường Tuấn, con không còn trẻ con nữa, cũng đừng ngang bướng. Mấy hôm nữa con đi đón bác tỷ về đi, được không?
Dạ. Trường Quan, Kim Ngọc đã là vợ của người ta rồi, còn nhớ đến nó cũng vô ích. Mẹ sẽ tìm cho con một mối khác, con xem như nể mặt của mẹ đi xem mắt, biết đâu lại thích hợp. Ai? Con đi đâu vậy? Mệt đó quá đi. Ai? Con đi mua đồ. Con nói mẹ nghe, hàng hóa bên ngoài đang giảm giá đó, nếu mà đợi qua mùa mới mua thì chỉ có thiệt cho chúng ta mà thôi à. Thôi thôi thôi, ăn cơm đi. Nè nè. Không còn sớm nữa. Tôi xin mời mọi người một ly. Mẹ, con phải khải hoàn trở về. Con biết rồi. Anh hai à, nhớ bao trùng. Cẩn thận đó. Anh đi đi. Khải hoàn gì chứ? Trở về đâu? Thế Trường Sinh chạy đi đâu đó? Không ăn cơm hả? Chị chưa biết sao? Anh hai sắp ra tiền tuyến. Tiền tuyến gì chứ? Quách đại công tử đi tác chiến ở vùng Đông Bắc, bị phục kích. Anh hai phải đi cứu viện. Cái gì? Đó là việc rất nguy hiểm mà. Chuyện lớn như vậy mà không bàn với ta trước là sao? Cái tên Thiết Trường Sinh chết tiệt này. Mạng quán. Mẹ, đó là mong muốn của nó, con để cho nó toại nguyện đi. Để cho chàng ấy được toại nguyện sao? Và ai cho con toại nguyện đi? Nếu như chàng ấy xảy ra chuyện gì ở bên ngoài thì con phải làm sao chứ? Thiết Trường Sinh, mẹ à. Quách phủ. Kim Ngọc à, mọi việc đều là lỗi của ta hết được không? Trước đây ta có mắt không thấy Thái Sơn làm nhiều việc có lỗi với em. Em để cho Trường Sinh quay lại rót trà cũng được nữa. Chàng ấy làm gì có năng lực làm chức quan gì, chàng ấy không thể ra ngoài tiền tuyến được. Ta cầu xin em, ta cầu xin em mà. Ta cầu xin em. Chị dâu, chị đứng dậy đi. Không phải là ta không muốn giúp chị, mà là ý anh hai đã quyết, ta khuyên kiểu gì cũng không được. Hơn nữa giờ bọn họ đã xuất phát rồi, cho dù ta đuổi theo cũng không có kịp đâu mà. Em làm được, em làm được mà. Chỗ này cách Đông Bắc ít nhất cũng mấy ngày đi đường nữa. Hay là cho ngựa phi đất kiệu đuổi theo, chắc chắn sẽ kịp mà. Nhưng Hiếu Thiên phải làm sao hả? Cục cảnh sát bây giờ ngoài anh hai đi thì chẳng có ai muốn đi hết. Nếu ta gọi anh hai về thì không biết là, không biết là Hiếu Thiên phải làm sao đi. Vậy chẳng phải càng tốt hay sao? Dù gì em cũng đâu có yêu anh ta. Anh ta chết rồi, em có thể quay lại với Trường Quan. Chị dâu, chuyện đó mà chị cũng nói ra được nữa. Vì quốc gia mà Hiếu Thiên giờ đang gặp thập tử nhất sinh ở ngoài tiền tuyến, sao ta có thể vì tình cảm cá nhân mà không màng tới sống chết của anh ấy chứ? Em là nhân vật lớn, em vì quốc gia, nhưng mà ta chỉ là nhân vật tiểu tốt. Ta chỉ cần chồng của ta trở về mà thôi. Ta chỉ cần chảy trở về thôi. Nè, giơ tay lên một chút. Các chị có chuyện gì vậy? Các chị à, tôi có chuyện muốn nói. Thở. Mọi người lại đây giúp tôi đi. Thở, sao vậy? Lại đây, lại đây. Chuyện gì vậy? Nếu bây giờ ai tình nguyện thay chồng tôi đi Đông Bắc cứu người thì tôi tình nguyện dâng toàn bộ gia sản của Thiết gia cho người đó, dâng hết tất cả mọi thứ. Thiết gia thì có tài sản gì chứ? Đúng, thì đúng rồi. Nếu có tiền á thì đâu có tới đồn cảnh sát làm gì chứ. Phải rồi. Đúng làm rồi. Gì có tài sản gì đó. Đúng rồi. Chúng tôi không có nhiều tiền thiệt, nhưng mà trong tay mẹ tôi có một bản đồ kho báo đó. Trong đó có rất nhiều báo vật. Nếu mà các anh có đó, tôi đảm bảo với các anh, các anh sẽ không bao giờ lo nghĩ về cái ăn cái mặc sau này nữa. Sao hả? Có ai chịu đi hay không? Có ai chịu đi giùm hay không? Thôi đi, thôi đi. Chuyện thật thở nhất sinh thì đừng có tìm tôi ha. Nếu có tiền nhưng không còn sống thì làm sao tiêu? Đúng rồi. Có tiền á thì phải sống mà xài chứ. Đằng này mất mạng rồi có tiền làm gì nữa. Thôi. Bác tự ỷ Sa Hy Mão cầu tử lập hành, đại khứ thần cầu tử niên. Bác tự Dạ Hoàng hạnh tây ái viên, dương hành kim đam lập thần áp thần niên.
chúng ta làm mối cho người khác, trước tiên phải xem số của cả nam và nữ. Nếu như cả hai không hợp, sau này sẽ dẫn đến vợ chồng không hòa hợp thì không hay. Phu nhân, phu nhân. Hả? Sao vậy, sao vậy? Có chuyện gì? Có phải là Trường Sinh? Không phải. Trời ơi, không liên quan gì tới cậu hay hết. Nhưng mà có nhiều người tới cầu hôn với phu nhân đó. Sao lại có chuyện đó? Sao lại có nhiều người đến cầu hôn với ta? Tôi cũng không biết nữa. Nhiều lắm sao? Nhiều lắm luôn. Phu nhân ra xem đi, ngoài cổng đông nghẹt kìa. Sân nhà ta chật, không thể cho hết vào được. Phải tuyển chọn kỹ càng, biết chưa hả? Đi xem. Đi. Đi thôi, mau lên. Mau lên, mau lên. Trước, nếu tôi tới đây trước. Đúng rồi, tôi tới đây trước. Phu nhân. Sao lại còn đàn ông? Không lẽ đàn ông trên thị trấn này đều có lý được vậy? Tôi cũng không biết nữa. Các vị, ta biết phường Mai Linh Lung tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đến cùng một lúc đông như vậy, ta e là không tiếp được. Linh Lung phu nhân hiểu lầm rồi. Ta không đến vợ phu nhân bay bối, ta đến cầu hôn phu nhân đó. Ta muốn lấy phu nhân làm vợ. Phải rồi, cầu hôn. Cầu hôn với phu nhân đi. Đúng cái rồi, lấy tôi đây. Lấy tôi nè. Cầu hôn ta sao? Hơi ông già lắm rồi, Linh Lung phu nhân sẽ không chịu lấy ông đâu. Ta thấy ông sẽ không có cơ hội chút nào đâu. Cậu nhỏ tuổi như vậy, Linh Lung phu nhân đáng tuổi mẹ cậu. Ta thấy cậu mới có dụng khí đen tối đó. Ta có dụng khí đen tối gì chứ? Một mình ta làm sao có thể lấy nhiều đàn ông như vậy được chứ? Tôi không quan tâm lấy tôi đi. Công nhân đi, tôi cầm chọn ta đi. Ta không biết chuyện đó. Ta sẽ làm việc cho phu nhân mà. Nếu phu nhân chịu lấy ta, ta sẽ bảo vệ cho phu nhân đó. Nè Linh Lung phu nhân, đừng có lấy cậu ta nha. Lấy ta nè, tuy ta hơi già nhưng rất biết thông cảm cho người khác đó. Ông thôi đi. Trời ơi, mấy người ăn nói lung tung cái gì vậy hả? Ta không nói lung tung đâu, thật lòng đó. Phu nhân, không ngờ phu nhân còn có sức hút ghê luôn. Gả cho ta đi. Cái này thì ta biết, nhưng mà dù sao ta cũng xuất thân từ trong cung thôi. Linh Lung phu nhân, nếu như mà chúng ta thành thân rồi, phu nhân sẽ chia sẻ với ta kho báu chứ, hả? Phu nhân nè, tuyệt đối không được để sơ đồ kho báu rơi vào tay thằng nhóc này. Không an toàn đâu, cứ đưa cho ta. Đưa cho ta là an toàn nhất đó. Hỡi thiệt tình đó. Sơ đồ kho báu. Phải đó phu nhân à. Ai nói cho các người biết là nhà ta có sơ đồ kho báu hả? Tiền mãn quán đó. Đúng rồi. Tiền mãn quán. Tiền mãn quán. Phu nhân à. Nè. Sao vậy hả? Sư phụ. Đúng là làm ta tức chết đi được mà. Hả? Tiền mãn quán. Con đi đâu về đó? Sao con lại nói với người khác là mẹ có sơ đồ kho báu hả? Còn nói như vậy làm cho mẹ không còn mặt mũi nào nữa rồi. Sao con lại làm như vậy hả? Nói đi chứ. Con khóc cái gì chứ? Con làm cho mẹ ra nông nỗi này còn khóc cái gì? Con khóc cái gì hả? Con không còn cách nào khác. Con thật sự không còn cách nào khác mà. Việc gì mà con không còn cách chứ? Con nói đi. Hả? Tất cả bọn họ đều không chịu đi thay cho Trường Sinh đi đến Đông Bắc. Con cứ nghĩ nếu con ra giá cao bọn họ sẽ đi, nhưng mà bọn họ không chịu đi. Con nói có sơ đồ kho báu, bọn họ cũng không chịu đi. Mẹ Hà cũng phải làm sao đây? Đừng khóc, không sao đâu. Trường Sinh sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà con sợ lắm. Mẹ nói coi, có phải thường ngày ông trời thấy con tham tiền cho nên mới trừng phạt con như vậy không? Cướp đi thứ quý giá của con. Con thực sự rất hối hận. Con hối hận không đối xử tốt với Trường Sinh. Con thề. Nếu như mà chàng ấy bình an trở về, sau này con sẽ không yêu tiền nữa. Con hứa mà, con sẽ sống thật tốt ở bên cạnh Trường Sinh. Con sẽ làm một người vợ tốt của chàng ấy. Con được không tham tiền nữa. Mẹ biết con sẽ làm được mà. Trường Sinh sẽ không sao đâu. Chúng ta cùng nhau thắp hương cho Bồ Tát, cầu xin cho Trường Sinh trở về bình an được không? Đừng khóc nữa, ngoan. Sư phụ à. Hả? Những người bên ngoài phải làm sao đây? Nói với bọn họ là không có sơ đồ gì hết, kêu bọn họ giải tán. Ê, đi. Nhưng mà sư phụ, cái gì nữa? Sư phụ à, mấy người trong số đó điều kiện không tồi. Nếu mà sư phụ không ngại, chúng tôi có thể nói chuyện với họ. Sư phụ. Bà cô thiệt là mấy người đó đến đây nhằm vào sơ đồ kho báu, có mấy người thật lòng chứ? Các cô cẩn thận, không khéo lại bị lừa tình lừa tiền, bị bán tới Nam Dương làm kỹ nữ đó. Không phải chứ. Thank you.
Từ xưa người đa tình không biết hận. Đây là ai vậy? À, đây là ảnh của phu nhân và lão gia thời trước đó. Thì ra bao nhiêu năm qua mẹ vẫn chưa quên được cha. Tôi nhận ra phu nhân thật lòng yêu lão gia. Một người đã dành cả tấm chân tình cho một người thì sao có thể nói quên là quên được chứ. Ừ. Nhưng mà sao mặt cha lại như vậy? Năm đó hằng ngày phu nhân phải ngắm bức ảnh này mới ngủ được. Có một lần nhìn quá chăm chú, không cẩn thận làm đổ cốc trà lên bức ảnh. Tiếc là chỉ còn lại tấm này. Còn mẹ, đột nhiên tôi có một suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Nhân dịp mẹ tôi và chị dâu tôi đi cầu phúc mười mấy ngày, hay là chúng ta đi tìm cha về đi. Hả? Có được không? Cô thử nghĩ xem, nhà chúng ta liên tiếp xảy ra nhiều chuyện. Đầu tiên là tôi và Kim Ngọc, sau đó là Trần Tuấn và bác Tỷ, tiếp đến là anh hai phải ra trận. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ là mẹ sẽ đổ bệnh mất. Nếu như lúc này mà tìm cha tôi về, chắc chắn là mẹ sẽ rất vui, có đúng không? Nhưng lão già có chịu về hay không? Năm xưa lão già đã dứt áo ra đi mà. Mọi việc đều có khả năng mà. Nếu chúng ta không đi tìm thì làm sao mà biết được. Nếu như không tìm được thì cùng lắm đành chấp nhận số phận. Nè, bây giờ tôi đi chuẩn bị đi ha. Thiết Mộc Nhĩ đại tướng quân, Mãn Thanh đệ nhất kỳ hiếu. Mọi người mau qua xem đi, mau qua xem đi ha. Có chuyện gì vậy chứ? Mau lên, mau lên. Chắc có tiền, chuyện gì đó rồi. Không có tiền á thì thưởng tràng pháo tay. Qua xem đi. Ta sẽ biểu diễn tiếp một trận khí công dùng đá đập vào đầu. Đây là đá lấy ở chân sơn. Không tin á thì thử trời xem, ơi. Xem ha. Là đồ giả thôi. Đồ giả mạo hả? Đồ giả chắc rồi. Vấn đề. Ta sẽ biểu diễn cho tất cả mọi người coi ha. Coi đi. Đây, coi đi, coi đi. Đẹp đi. Đa tạ. Cái này vẫn chưa coi rõ có phải không? Ta làm lại một lần nữa. Mọi người nhớ nhìn kỹ nha. Chuẩn bị. Hả? Thì ra là đồ lừa đảo ha. Còn nói mình là đại tướng quân nữa chứ. Trời ơi. Đứng lại. Đúng là lấy đồ đảo hả? Ta làm lại. Ta vẫn còn rất nhiều tuyệt chiêu đó. Quay lại. Quay lại đi mà. Ta làm lại cho. Đúng là phượng hoàng rụng lông không bằng con gà, cọp túng đồng bằng bị chó khi. Nhớ khi xưa ta đường đường là đại tướng quân thống lĩnh vạn binh, vậy mà ngày hôm nay lại ra nông nỗi này. Cậu đã nghe chuyện gì chưa? Mã Linh Lung của phường Mai Linh Lung đang tìm chồng đó. Ơi, bây giờ trong tay của bà ta hiện đang có sơ đồ kho báu đó, cậu có biết hay không? Ơi, ai mà không muốn làm thân chứ. Chồng của bà ta mấy chục năm không về rồi, liệu người nhà có còn nhận ra ông ta nữa hay không? Nè, không lẽ ông định ông giả hay sao? Đương nhiên rồi, cậu không muốn hay sao? Mà Mã Linh Lung sơ đồ kho báu mới nhỏ. Ăn vào đúng là ông trời không tiệc đường con người. Ông trời không tiệc đường con người mà. Linh Lung phường. Nè, 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 ta thiết một người làm gì vậy? Ta là thiết một vị. Ra ngoài hết đi. Nè, ra ngoài thiết một vị. Ra ngoài đi. Ra ngoài hết. Nè, thiết một vị. Ra ngoài đi. Ra ngoài hết. Sao tự nhiên có quá nhiều người tới đây vậy? Ừ, tôi nghĩ là họ tới đây là vì kho báu đó. Cậu nói cậu tên Thiếu Mộc Nhĩ, có gì chứng minh không? Ta tên là Thiếu Mộc Nhĩ thật mà, ta còn có giấy khai sinh nè. Trên đời này người tên Thiếu Mộc Nhĩ nhiều lắm. Nếu ai cũng nói là cha tôi thì sao đi? Xem lại tuổi mình đi. Cậu mà đủ tuổi sinh ra tôi thì sao hả? Trường Quan, ta là cha của con đi. Giỏi lắm, giỏi thật, gọi được tên tôi luôn ha. Nói vậy nghĩa là con đã nhận ra rồi phải không?
Đương nhiên ta nhận ra rồi. Chẳng phải ông là ông Tam nhà kế bên sao? Sao lại không nhận ra được chứ? Ơi, nể tình ta thường xuyên giới thiệu các mối làm ăn cho con, con hãy nhắm một mắt mở một mắt, nhận ta đi mà. Ông nghĩ chuyện này có thể mắt nhắm mắt mở nhận bừa được hay sao? Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Cùng lắm thì con đưa sơ đồ kho báu của mẹ con. Ơi, chúng ta mỗi người một nửa. Hả, con nghĩ thử xem. Hả, con có ba anh em, đến lúc đó chia ra con chỉ được 1/3 thôi. Nhưng mà con chia với ta thì được 1/2, không phải vậy hay sao? Hả, hả? Phải công nhận ông tính toán giỏi quá. Ơi, con Mỹ, bây giờ tới cả ông Tam nhà kế bên cũng có thể mạo danh cha của tôi. Cô đi lấy thanh bảo kiếm nhà chúng ta ra đây. Mấy người đừng tưởng tôi không biết mặt mũi cha tôi ra sao nên tới lừa gạt tôi. Dù sao thì tôi cũng đã 20+ tuổi rồi, cha tôi ít nhất cũng phải 40-50 tuổi chứ, có đúng không hả? Mấy người xem lại tuổi tác của mình đi. Đi, đi, đi mau lên, mau lên, mau lên. Trời, đi mau lên, đi về làm gì đúng vậy? Đi, đi, đi mau thôi, thôi. Tình thôi. Mất thời gian. Nè, 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 đi về thôi. Sao anh cải tán sớm vậy? Phải rồi, còn không thì ông muốn sao hả? Đương nhiên ta muốn về nhà rồi. Đây không phải là nhà của ông đâu. Phải mà. Ông đừng nói nữa, nếu không tôi đánh ông đó. Con là đi giùm đi, thiệt tình là. Con là đi 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 đi, mau lên đi đi. Con là đi đi. Nè nè nè, trời ơi, nghe ta nói đi. Ơi nè, khoan đã, nghe ta nói đi. Nè nè nè, ông cũng muốn gì nữa? Vẫn còn muốn mạo danh hay sao chứ? Ta mới là thiết mộc nhĩ thật nè. Ông mà là thật sao? Ông tôi mới là thiết mộc nhĩ thôi. Đi mau lên, ta mới là thiết mộc nhĩ thật. Đi mau lên thôi. Ê, đầu hết rồi. Đi rồi. Ngọc Mễ, cô nói xem thối đời gì đây? Tôi chỉ muốn tìm cha tôi thôi. Hả? Vậy mà có biết bao nhiêu người tới mạo nhận. Đúng là. Trời ơi, thôi được rồi, được rồi. Tôi tin có công mài sắt, có ngày nên kim, rồi cậu sẽ tìm được cha mình ha. Cũng hy vọng là vậy. Cái thằng ranh con dám không nhận người cha này hả? Được, con ít tuổi không hiểu biết, ta không chấp với con. Năm xưa Linh luôn yêu ta như vậy, nhìn thấy ta chắc chắn sẽ rất là vui. Linh luôn, Linh luôn ơi, ta tới đây. Cha và mẹ lấy nhau bao nhiêu năm, sao trong nhà không có lấy một bức ảnh gì? Nếu như biết mặt mũi cha ra sao thì sẽ không còn ai dám tới mạo nhận nữa. Linh Lung, ta về rồi đây. Linh Lung. Linh Lung. Nè nè nè, ông là gì? Ta là Thiết Mộc Nhĩ nè. Thiết Mộc Nhĩ sao? Hôm nay có tới 100 người tự xưng mình là Thiết Mộc Nhĩ rồi. Con chắc là Trường Quang rồi. Cả trấn này đều biết tôi là Trường Quang. Ông có thông tin nào mới hơn không đây? Anh ta là cha của con đây. Anh ta nè, là cha nè, của con nè. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn là cha của tôi. Ông nói đi, ông xông vào đây làm gì? Anh ta ta biết rồi. Ông là đồ dê sồn. Ông đang có ý đồ bất chính với mẹ ta. Con có lộn không vậy? Bộ dạng mẹ con như vậy á, làm gì có ai có ý đồ bất chính với bà chứ. Ông đang sỉ nhục mẹ ta. Trời ơi, ông dám sỉ nhục mẹ ta? Dám sỉ nhục mẹ ta hả? Dám sỉ nhục mẹ ta hả? Ta nói cho con biết, ta là cha ruột của con. Con coi chừng là bị trời đánh đó. Con dám nói hả? Dám nói, dám nói nè. Dám nói hả? Dám nói hả? Nè 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 nè, ta là anh cha của con thiệt mà. Ông là cha ta chứ gì? Ta là ông nội của ông nè. Đi theo ta tới cảnh sát, mau lên. Đi mau. Nghe ta nói hết đã. Ta là cha của con thiệt mà. Đi mau lên. Đừng quá ngạ. Đi mau. Nghe ta nói đi. Đi mau lên. Con làm như vậy sẽ bị trời đánh đó. Đội trưởng Tôn, bên Đông Bắc có tin tức gì không? Tôi luôn cho người để ý thăm dò, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Hy vọng bọn họ bình an, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh cũng biết tôi là phụ nữ, chẳng giúp được gì hết. Phu nhân yên tâm,
mọi việc đã có tôi. Lỡ như tôi chỉ nói là lỡ như thôi. Dĩ nhiên đó là chuyện không thể. Lỡ như có chuyện gì, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ phu không nhân. Không cần bảo vệ tôi đâu. Cho dù Hiếu Thiên xảy ra chuyện gì, chuyện lần trước anh ăn hối lộ, tôi cũng sẽ truy cứu tới cùng. Hả? Tôi... Được rồi, tôi phải về đây. Có tin tức gì lập tức báo tôi biết nha. Cảm ơn anh trước. Hả? Nè, để tôi tiễn phu nhân. Trường quá ngại nha, cho nói không đi mà. Không tôi mà, không chịu ngoan ngoãn mà. Có chuyện gì? Người này đột nhập vào nhà tôi đừng ăn trộm, bị tôi bắt tại trận. Đội trưởng Tôn, nếu không có chuyện gì nữa, tôi về trước đây. Phu nhân đi cẩn thận ha. Đội trưởng Tôn, tôi giao ông ta cho anh nha. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Anh trưởng quán. Anh đội trưởng tôi tuyệt đối không phải là ăn trộm đâu, tôi là cha ruột của nó đó. Ăn trộm thì là ăn trộm, còn mạo nhận là cha người khác, chẳng trách người ta nổi giận. Không đâu, tôi không có ăn trộm thiệt mà. Tôi thật sự không có ăn trộm. Nè, tôi là cha ruột của trưởng quán đó. Nè, mọi người làm cái gì vậy? Đi. Thả tôi ra đi. Kim Ngọc, lạc búp bê đây. Em đã nói rồi mà. Ghé vô sau này xem chúng đi. Ta chỉ là những người qua đường xa lạ. Cho dù chúng ta không có duyên phận, nhưng mà ít nhất vẫn có thể là bạn mà. Anh biết là em sợ bị người khác đàm tiếu, sợ làm hại tới Thiết gia. Nhưng bây giờ Quách Hiếu Thiên không có ở đây, chúng ta ngay thẳng đàng hoàng mà. Sợ cái gì chứ? Không phải là em luôn tự coi mình là người trên giang hồ sao? Người trên giang hồ đâu cần câu nệ tiểu tiết chứ. Anh còn nhớ sao? Đương nhiên là nhớ rồi. Những lời em nói, ghé xem đi. Những việc mà em làm, cái này ông anh đều nhớ hết. Ấy là tuyệt vời luôn. Vậy được rồi, đi cùng em một đoàn. Tôi lấy rẻ cho mà. Mời phu nhân. Ông cứ mua đi. Không có lầm đâu. Trường Quang, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Nếu không lỡ Thiết gia có chuyện gì, cho dù em chết 1000 lần cũng không thể chuộc hết được. Anh hận mình không có khả năng bảo vệ em, bảo vệ cho người nhà. Anh đừng nói như vậy. Có lẽ cho chúng ta không có duyên phận. Mọi người ở nhà có khỏe không? Vẫn khỏe. Anh hãy chăm sóc bọn họ. Cô là Kim Ngọc có phải không? Bà là... Ta là mẹ của Hiếu Thiên. Chào phu nhân. Con trai ta nói muốn thành thân với cô. Ta đang nghĩ người sắp kết hôn với con trai ta là người phụ nữ mặt dày mày dạn kiểu nào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là người không biết giữ thể diện. Con trai ta đánh trận ngoài tiền tuyến, cô lại cùng người đàn ông khác đi dạo trên phố, còn ra thể thống gì nữa. Phu nhân à, phu nhân hiểu lầm rồi. Hôm nay thiếu phu nhân tới cục cảnh sát hỏi thăm tin tức của Quách công tử. Tôi phụng mệnh của cục trưởng đưa cô ấy về phủ mà thôi. Cảnh sát à? Tại sao ta thấy cậu không mặc cảnh phục? Tôi... Thực ra tôi chính là cảnh sát chiêm. Dạ đúng vậy. Phu nhân cũng biết mà, ở cục cảnh sát có rất nhiều chuyện. Nếu đi phá án mà ai cũng mặc cảnh phục thì không tiện cho lắm. Thiếu phu nhân à, tôi còn có chút việc, tôi đi đây. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Cho dù là cảnh sát thì cũng không nên kề gia đi lại khắp phố như vậy, còn ra thể thống gì. Đúng là không ra gì. Mời phu nhân. Không biết phu nhân tới đây có việc gì không hả? Việc gì à? Cả đời người phụ nữ tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cha Hiếu Thiên sau khi về hưu đã cùng vợ bé về quê. Ta là vợ lớn, đương nhiên phải đi theo con trai. Chuyện đó là điều hiển nhiên rồi. Phu nhân định ở hẳn đây luôn hay sao? Cô nói vậy là sao? Không được à? Được, đương nhiên là được rồi. Đây chính là nhà của phu nhân mà.
Biết thì tốt. Quách gia nhà ta là gia đình có gia giáo, buổi sáng cô phải dậy sớm hơn ta một canh giờ, sau đó lấy nước cho ta rửa mặt chải đầu, sau đó đưa ta ra sân hoạt động gân cốt, luyện thái cực quyền. Hiểu rồi. Phu nhân, đây là những việc cơ bản nhất của người con dâu. Phu nhân muốn làm sao con sẽ làm như vậy. Phu nhân à, cô với Hiếu Thiên chưa thành thân à? Sao vẫn còn gọi là phu nhân? À, vậy con nên gọi phu nhân là... Đừng gọi ta là mẹ chồng. Cô gọi như vậy ta không thấy thoải mái. Được rồi, đi lấy nước cho ta đi. Hả? Ta muốn rửa chân. Dạ. Như vậy có ra dáng một gia đình không? Ta sẽ ra quy tắc để dạy dỗ cái cô Đồng Kim Ngọc này. Nè, dừng lại đi. Có chuyện gì vậy? Không đi được sao? Không phải đâu thưa phu nhân. Chắc tại là hai hôm nay con thức khuya dậy sớm mệt quá thôi. Ôi đúng là thân thể cô quý giá quá. Ta có bao nhiêu cô con dâu phục vụ, chưa có cô nào dám than mệt. Nếu cô không muốn theo ta thì cứ quay về đi. Dạ không, cô nào dám chứ. Không sao đâu. Con xin lỗi phu nhân nha. Thôi đi mau đi, nhanh lên. Quách phu nhân này đúng là khó đối phó mà. Tôi nói cho ông biết, Kim Ngọc phu nhân kia chắc là phải chịu khổ rồi. Nè phu nhân. Hả? Dừng. Sách của cô nè. Nó vừa bị rơi. Đem qua đây. Quyển sách này con tìm trong phòng đọc sách. Con nghĩ lúc phu nhân rảnh tập thái cực quyền muốn đọc, nên là con kiếm bí kíp này xem thử cách tập. Xem thì có tác dụng gì chứ? Lúc ta tập thái cực quyền, cô nên nghĩ xem buổi sáng sẽ ăn gì, buổi trưa ăn gì, buổi tối làm sao phục vụ ta ngủ ngon, chứ không phải đọc cái này. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Phu nhân à, ta đi trước nha. Đứng lại. Tránh ra đi. Hình như cậu là người cảnh sát hôm trước thì phải. Sao lại ăn mặc như thế này hả? Chắc chắn là cảnh sát giả rồi. Phu nhân à, phu nhân hiểu lầm rồi. Sao tôi có thể là cảnh sát giả được? Chắc phu nhân không biết, tôi vừa nhận được mật báo là ở đây sắp có một vụ chém giết, nên tôi cố ý cải trang kiểu này tới đây để bắt người thôi. Giết ai vậy? Giết ai hả? Bắt được chưa? Bây giờ tôi cũng đang đi tìm, không nói chuyện với phu nhân nữa. Tôi đi trước nha. Giết ai vậy? Trường Quang à. Quách phủ. Mệt chết đi được à. Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ bị hành hạ tới chết mất. Tứ Xuân Ký. Tứ Xuân Ký. Mình đọc cuốn này từ đầu tới cuối rất nhiều lần rồi mà. Rốt cuộc Trường Quang muốn nói với mình gì chứ? Rốt cuộc muốn nói cái gì hả? Yeah. Ông chủ. Cho Tô Văn Thắng đi. Thí công tử có ngay đây. Khoan đã. Quách tươi đây. Tô Văn Thắng này không phải cho tôi, mà là cho Quách thiếu phu nhân của Quách phủ. Được, không thành vấn đề. Để chút. Tôi muốn anh cho tờ giấy này vào trong viên Văn Thắng giùm cho tôi nha. Quà tươi đây. Chim nhạn đưa thư chứ gì. Một người kinh doanh thông minh,
thì sẽ không hỏi han quá nhiều đâu. Cái này anh cho tôi hả? Ừ. Nhiều quá rồi. Không nhiều chút nào. Tới lúc đó anh sẽ hiểu mà thôi. Tôi đi đây. Làm tốt đó. Không phải chứ. Một đồng vàng trắng mua một tô vàng thắng sao? Phu nhân, người này nói cô đặt một tô mì vàng thắng của anh ta. Anh ta vừa làm xong nên đem tới cho phu. Vàng thắng? Ừ, được rồi, để xuống đi. Cái gì đây? Lâu rồi không ăn đồ bên ngoài. Wow. Nhìn có vẻ không tệ. Cô không ngại để ta ăn trước chứ? Dạ không sao. Cái này là cái gì hả? Ô con. Con. Ta đã nói mà, cô đường đường là phu nhân đại soái, lại đặt đồ ăn bên ngoài, chắc chắn có nhân tình. Hả? Phu nhân à, con không phải con. Không cần xảo biện, để ta điều tra ra sẽ xử lý cô sao? 34 78 109 216. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây hả? Con không biết. Hoặc cũng có thể ông chủ quán làm ăn cẩu thả, gói nhầm nguyên cả trang giấy vào trong đây luôn. Làm ăn kiểu gì vậy hả? Không cẩn thận một chút nào hết. Lôi hắn ta ra ngoài đánh cho ta đi. Lôi ra ngoài. Phu nhân, đừng mà phu nhân. Kim Ngọc à, sau này cô đừng có tùy tiện gọi đồ ăn bên ngoài. Cô mắc bệnh truyền nhiễm không sao, nhưng nếu để lây sang ta thì cô chết chắc rồi. Mất vệ sinh. Ba tư bảy tám một không chín hai một sáu. Đây là cái gì vậy? Không. Sợ. Có. Ta. Không sợ có ta. Gậy ông đập lưng ông. Trường Quang. Phu nhân, mời phu nhân dùng cơm. Sao không có món thịt nào hết vậy? Hả? Phu nhân, chắc người không biết, tối qua con thức suốt đêm đọc cuốn Mạng Học Phương. Trong đó có ghi những người lớn tuổi như phu nhân ăn cá không tốt cho gan đâu, ăn thịt không tốt cho nội tạng, ăn gà vịt không tốt cho dạ dày. Con nghĩ mãi chỉ có các món sau là hợp với phu nhân nhất mà thôi. Con còn trẻ thì không có sao hết, nhưng phu nhân thì khác đó, phải chú ý sức khỏe. Cho nên con nghĩ là vì sức khỏe của phu nhân, bắt đầu từ hôm nay con sẽ cùng ăn chay với phu nhân, đảm bảo phu nhân sẽ sống lâu trăm tuổi. Phu nhân sẽ không phụ tấm lòng của con đó chứ? Được chứ. Còn nữa, con biết mồng một ngày rằm phu nhân thích lên chùa thắp hương, xe ngựa đã chuẩn bị ở bên ngoài rồi. Ăn cơm xong con sẽ đưa phu nhân đến chùa nha. Cô cũng hiểu chuyện đó. Có lẽ là nhờ ta dạy dỗ đúng cách rồi. Với kiểu dạy dỗ của phu nhân, con muốn không hiểu chuyện cũng khó đó. Đúng là ngày càng rất biết điều. Oh.
Phu nhân, cô làm cái gì vậy? Sách cổ có ghi người già vận động nhiều thì rất tốt cho sức khỏe đó. Không phải cô nói ta cưỡi ngựa tới chùa đó chứ? Phu nhân nói đúng đó, còn đúng là muốn phu nhân cưỡi ngựa tới chùa mà. Nhưng mà ta đâu có biết cưỡi ngựa đâu. Không sao đâu, ai lại không có lần đầu tiên chứ. Phu nhân chỉ cần kẹp chặt lưng ngựa, cầm chắc dây cương, còn đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu. Ta sợ ngựa lắm. Phu nhân, Thiếu Thiên dặn con chăm sóc phu nhân. Đến lúc anh ấy về, thấy phu nhân dễ ít vận động mà sức khỏe không tốt, kiểu gì cũng trách con mà thôi. Cho dù phu nhân không thích gì, nhưng mà con đành phải ép buộc phu nhân. Không được, không còn được. Cách nào khác. Làm vậy là muốn tốt cho phu nhân ta thôi. Ta không biết. Lên ta được biết, mà, sẽ được ta mà phu nhân. Ta không biết cởi ngựa mà. Yên tâm đi, phu nhân, lên đi. Phu nhân à, nắm chặt dây cương nha. Phu nhân, đi đường cẩn thận nha phu nhân, nếu không sẽ chết người đó. Con muốn qua đó chơi có phải không? Được rồi, con đi đi. Cha đi mua đồ ăn cho con. Ngoan lắm, đi đi. Cậu muốn chơi gì với tôi đúng không? Vậy chúng ta cùng chơi nha. Cậu xem, cậu làm đứt diều của tôi rồi. Không biết đâu, cậu đi nhặt đi, nhanh lên. Ơi, cái tên trộm trứng này, hôm nay bị ta bắt được rồi nha. Sợ rồi hả? Sợ thì đừng ăn trộm nữa. Đi thôi, mau đi đến sở cảnh sát. Nhanh lên, đi thôi. Trường Nam, Trường Nam, Trường Nam, Trường Nam. Trường Nam, Trường Nam, Trường Nam, Trường Nam, Trường Nam, Trường Nam của ta đâu? Người đem nó đi đâu rồi? Không biết. Trường Nam đâu? Không biết mà. Nói, con ta đâu? Con ta đâu? Nói, con ta đâu? Nói đi. Hôm nay không nói ra thì không ai được rời khỏi. Thank you.
hay không.